Trại Cá Kiển Diamond mến chào quý anh chị các bạn. Kính chúc cô chú anh chị các bạn có những phút giây vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc sống. Ở những video vào những tuần trước thì bên trại quay lên rất là nhiều dòng cá La Hán, nhưng mà bên trại không có quay lên chương trình khuyến mãi. Đặc biệt trong tuần này thì mình sẽ quay lên khuyến mãi của dòng Mắc Ma, dòng Thái Đỏ, Thái Châu hoặc là một số dòng siêu trắng muốt như thế này. Đồng giá chỉ có 500 ngàn một con. Anh chị các bạn thích con nào có thể chụp màn hình gửi qua Zalo, bên trại sẽ báo lại con nào còn, con nào hết để anh chị các bạn có thể đặt hàng. Những con này là những con siêu nha các bạn. Anh chị các bạn thích con nào thì có thể chụp gửi qua Zalo, bên trại sẽ báo lại, mình sẽ quay chậm để anh chị các bạn xem. Cô chú anh chị các bạn có vô tình xem được video này, cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Hiện tại thì kênh chính đã mở khóa trở lại bình thường. Anh chị các bạn có thể đặt trên kênh để đặt một số dòng Thái Châu, Thái Đỏ, Mắc Ma hoặc là một số dòng kinh cam pha lai. Anh chị các bạn thích con nào thì chọn con đó. Số lượng cá bên trại rất là nhiều. Lâu lâu thì mình sẽ làm chương trình khuyến mãi như thế này để anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá La Hán, những dòng châu mà bích đầu như thế này thì có thể đặt hàng. Hoặc là anh chị các bạn thích con siêu sọt như thế này. Anh chị các bạn thấy là nó chỉ có hơn một ngón tay thôi nhưng mà đầu rất là to. Những con này nữa đó các bạn, châu rất là dày. Hoặc là anh chị các bạn thích một số dòng Thái Đỏ thì có thể chọn con này. Con này thì của dòng Thái Châu. Số lượng cá rất là nhiều. Anh chị bạn thích con nào thì chọn con đó. Hôm nay khuyến mãi chỉ có 500 ngàn một con. Những con này mà nuôi đến Tết là đẹp lắm luôn các bạn. Nuôi tới Tết là vừa luôn. Vừa to, vừa dễ trưng. Bên trại thì có rất là nhiều cá, dòng cá La Hán, cá chép, cá binh bông, cá rồng. Đặc biệt là số lượng cá bảy màu và cá beta được đăng hàng tuần vào thứ tư. Anh chị các bạn thích dòng cá nào thì có thể đặt hàng. Còn cái này là cá mái. Anh chị các bạn thích mái mà châu full như thế này hoặc là mái siêu thì có thể xem trong video này để đặt luôn. Cái này là cá mái. Một cặp cá như thế này thì 800 ngàn một cặp. Cá mái là 300 ngàn một con. Anh chị các bạn thích nuôi một cặp thì có thể chọn một cặp này để về mình trưng cho nó đẹp. Còn cái này cũng là một cặp. Một cặp như thế này là 800 ngàn. Anh chị các bạn thích về cho sinh sản thì có thể chọn một cặp luôn. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị các bạn đã đồng hành ủng hộ xuyên suốt thời gian qua. Mến chúc tất cả anh chị các bạn có những phút giây vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc sống. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.